Ayo, welcome back. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình lại tiếp tục tập thứ 2 trong cái series podcast Coffee. Và vị khách mời của ngày hôm nay vẫn là bạn. Hello, xin chào các bạn, là Tuấn Anh đây. Ok, và ở video ngày hôm nay chúng mình sẽ nói về cái thiết bị một cái máy quay phim, chứ không phải là một cái máy ảnh có thể là quay phim như những cái video trước. Và chủ sở hữu của cái thiết bị đó không ai khác chính là bạn Vũ Tuấn Anh đây. Thì Tuấn Anh có thể cho biết các bạn biết là Tuấn Anh đang xài thiết bị gì và cho các bạn thấy thiết bị của Tuấn Anh được không? Thì hiện tại mình đang không có xài một cái máy ảnh hybrid nào, nhưng mình lại xài một máy gọi là máy cinema quốc dân, người ta còn gọi là máy đây, Blackmagic Pocket Cinema 6K camera 6K. Thì cái máy Pocket 6K này là bây giờ cũng là một cái máy quay phổ thông. Các bạn đã không còn xa lạ với nó nữa rồi. Thì mình thấy cũng rất là nhiều bạn biết về nó. Thì hôm nay chúng mình sẽ chia sẻ cái câu chuyện này ở cái góc độ là một cái người dùng đã sử dụng cái thiết bị đó, và những cái khía cạnh về cái thiết bị mà Tuấn Anh gặp trong cái quá trình sử dụng cái thiết bị này. Ok, nào bắt đầu video của mình thôi. Let's get it. Yes. Ok, và bây giờ trước khi bắt đầu nói về những cái gì sâu xa về cái thiết bị và cái sử dụng của Tuấn Anh, thì Tuấn Anh có thể chia sẻ với các bạn những cái thông tin tại sao cái máy quay cine nó lại khác biệt với một cái máy ảnh có khả năng quay phim. Đầu tiên thì mình xin phép chưa đi vào chi tiết sẵn, nhưng mà những cái điểm khác biệt lớn nhất ấy mà mình cảm thấy là mình muốn đổi từ máy hybrid sang máy cine này ấy, thì cái đầu tiên gọi là thiết kế. Cái thiết kế của nó có nghĩa là mình sử dụng được lâu hay dài hay là trong những điều kiện khắc nghiệt. Cái thứ hai á, đó là về phần sensor. Tiếp theo là về phần codec quay phim. Cái thứ tư á, thì là về những cái người ta gọi là cổng kết nối quan trọng của bạn. Ở cái cuối cùng ấy là những cái phụ kiện đi kèm để support mình có thể quay được những cái footage gọi là cinematic, người ta hay gọi là vậy. Cái đầu tiên mà Tuấn Anh đã chia sẻ là về cái mặt thiết kế đi, thì cái sự khác biệt thế nào giữa cái thiết kế cùng một cái máy quay cine và một cái máy ảnh có khả năng quay phim? Thì Tuấn Anh nó chia sẻ. Thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ về mặt gọi là thiết kế. Thì đây là cái điểm đầu tiên mà mình, lý do mình đổi sang máy cine thay vì máy hybrid. Thì đầu tiên là tại vì cái công việc của mình á, thì là cường độ quay của mình rất là cao. Và đôi lúc mình sẽ quay 1 tiếng, 2 tiếng và thậm chí cả ngày, mà lại còn ngoài trời nắng nữa. Thì nếu mà đối với máy hybrid ấy, thì thứ nhất là nó bị giới hạn về mặt limit recording time, là thường là 30 phút. Và cái việc mà nó overheat ấy sẽ xảy ra rất dễ dàng. Trong khi đó máy này của mình ấy, thì là cái máy người ta gọi là cine và hoạt động cường độ liên tục ấy, thì nó sẽ có thiết kế gọi là có một cái fan ở trong, là cây quạt đấy các bạn, để tản nhiệt được cái máy này nó tốt hơn. Thì cái mấu chốt của cái thiết kế ở đây mình muốn nói là cái độ tản nhiệt. Anh hiểu ý của Tuấn Anh. Tuấn Anh ý cái sự khác biệt lớn nhất ở đây á, có nghĩa là cái thiết kế đó dựa trên cái nhu cầu sử dụng. Có nghĩa là với những cái máy quay á, thì chúng ta sẽ hoạt động ở tần suất là encode, nó rất là cường độ hoạt động rất là cao. Còn máy ảnh á, thì có thể quay phim á, thì chúng ta sẽ quay ở những cái cường độ nó rất là đơn giản, nên chỉ cần thiết kế nhỏ gọn, một máy và một body và một lens là đã đủ để chúng ta quay rồi. Thì nó khác, còn máy quay cine thì nó khác biệt hoàn toàn, là nó cần phải có hệ thống tản nhiệt. Ok, rồi ở cái mặt tiếp theo hồi nãy anh nghe Tuấn Anh nói là về sensor đó. Thì sự khác biệt lớn nhất của các cái sensor hybrid ấy và những sensor này ấy, thì máy hybrid ấy là dùng chủ yếu là để chụp nhiều, còn quay nó chỉ là phụ thôi. Có nghĩa là nó chỉ có thể tiếp nhận thông tin trong một thời gian ngắn. Có nghĩa là bạn sẽ không thể nào bạn thu ra vô hình ảnh video liên tục quay được cả ngày được. Trong khi đó các cái máy cine ấy, thì nó có cái sensor gọi là để tiếp nhận thông tin và hình ảnh lẫn ánh sáng nó liên tục á, thì nó có cái độ bền gọi là cao hơn rất là nhiều. Thì đó là cái sự khác biệt giữa cái sensor cine này và máy hybrid, là cường độ làm việc. Ok, và tiếp theo là về mặt codec, thì đây cũng là một cái phần mà khác biệt rất là lớn giữa một cái máy quay cine và một cái máy ảnh, đúng không? Thì ở cái thiết bị của Tuấn Anh thì có những cái codec nó khác với những cái máy ảnh có khả năng quay phim như thế nào? Thì nếu mà xét về internal recording á, thì máy của mình khác biệt nhất là nó quay được RAW, và cụ thể là B-RAW. Thì B-RAW giống như là các bạn chụp file ảnh JPEG với file ảnh RAW vậy, các bạn chỉnh ảnh RAW các bạn thấy không? Màu sắc rất là đẹp, các bạn chỉnh được nhiều thứ, nhưng mà file JPEG các bạn đâu kéo được gì nhiều màu đâu, tại thông tin nó ít quá. Thì tương tự như vậy, mình quay đây là quay file RAW, còn nếu mà quay ở máy hybrid thì giống như là quay JPEG vậy á. Thì thường mấy cái máy ảnh phổ biến hiện tại có khả năng quay phim á, thì đa phần bây giờ chỉ có quay cỡ được H.264 và H.265 thôi.
Đó là những cái tiêu chuẩn cơ bản của những cái máy phổ thông. Còn với những cái thiết bị quay cine á, thì các bạn có thể có những cái codec ProRes, những cái codec cao cấp và bí kíp của cái thiết bị tiếng Anh xài á, là BRAW, là Blackmagic RAW. Thì các bạn có thể xử lý lại chỉnh lại các cái thông số white balance, rồi exposure lại cái file nó rất là lớn. Cái đó hoàn toàn mình có thể internal được luôn. Thì cái advantage của cái RAW này của mình á, thì là các bạn quay xong rồi các bạn có thể chỉnh lại ISO sau được. Thậm chí là white balance các bạn chỉnh lại mà không có bị color shift quá nhiều. Mấy cả cái độ gọi là cái độ chuyển từ vùng sáng sang vùng tối á, nó gọi là siêu mượt luôn. Tại vì cái codec BRAW này nó tới tận 12 bit màu lận. Thay vì những cái 8 bit màu hay là 10 bit màu phổ thông ở những cái máy bây giờ. Thì cái đó nó quan trọng, nó quyết định cái bao nhiêu cái bit depth color nó nằm ở cái codec mình được sử dụng. Thì ở những cái thiết bị này các bạn mới được sử dụng những cái codec nó lớn hơn nha các bạn. Rồi về cái tiếp theo nữa đi, thì anh thấy cái thiết bị của tiếng Anh á, nó quá là cồng kềnh, nó gắn thêm cái top handle rồi cái này cái kia, thì những cái này á, nó cũng có phải là một sự khác biệt so với những cái máy ảnh không? Thì đúng nghĩa là chính xác luôn. Thật ra là mình cũng thật là không thích gắn mấy cái đồ này lên nhìn cồng kềnh vậy đâu, nhưng mà thực sự nếu mà mình không gắn ấy, nó sẽ không có giúp mình gọi là function được cái máy này tốt để mình thực hiện những cái cú quay theo ý mình được. Ví dụ như mấy máy mirrorless thì các bạn thấy nó khá là nhỏ, nó là gọn, các bạn có thể cầm body và lens và các bạn quay bình thường thôi. Nhưng mấy máy này á, đôi lúc mình sẽ phải cần top handle, để nhất tay mình cầm như vậy một tay, còn tay còn lại á mình sẽ gọi là mình chỉnh nét ở dưới đây. Và thậm chí trên top handle này mình sẽ phải gắn thêm monitor này và những cái phụ kiện khác như là mic để nó thu âm riêng. Chứ mấy cái này thì mic internal nó thực sự là vẫn là chưa đủ tốt đối với mình. Thì cái này ấy phải gọi là bắt buộc rig lên thì các bạn mới gọi là quay được đúng nghĩa của nó. Chứ các bạn không rig, đố các bạn quay được gọi là siêu phẩm được luôn á. Có nghĩa là nó khác biệt hoàn toàn với lại máy ảnh hybrid. Có nghĩa là máy ảnh hybrid á, chúng ta có thể quay không cần gắn cái gì hết trơn á. Còn gắn không là phụ thuộc vào cái nhu cầu của mình thôi. Nhưng tối thiểu ở những cái máy quay cine thì các bạn phải có những cái, các bạn phải rig những cái phụ kiện lên như vậy, nó mới đáp ứng đủ cái nhu cầu tối thiểu để các bạn sử dụng. Đúng không? Đúng rồi, giống như cục pin của cái này này. Cục pin của này mình quay mà internal battery á là có 10-15 phút thời gian là hết pin rồi. Các bạn đem bao nhiêu cho đủ, bởi vì mình phải mua cục pin Vinmau rồi đây này. Thì cục này sẽ last cho các bạn khoảng 4-5 tiếng. Nhưng mà chính vì mua cục này thì các bạn sẽ phải mua cái đầu chuyển của cục này sang cái máy này để xài được. Và các bạn phải mua cái đế Vinmau để các bạn gắn lên đây được. Và các bạn muốn gắn lên đây được, các bạn còn phải có cái rig xung quanh nữa. Có nghĩa là nó liên kết với nhau hết các bạn ơi. Đúng rồi. Bây giờ thiếu một cái là xài cũng không có ổn đâu. Có nghĩa quan trọng nhất là tối thiểu yêu cầu để sử dụng được cái máy cine. Đúng đó. Rồi. Và tiếp theo nữa, như tiếng Anh nãy giờ chia sẻ đó, thì nó sẽ liên quan tới những cái cổng kết nối. Thì ở những cái máy quay cine á, thì anh thấy những cái máy ảnh thì nó chỉ có những cái cổng kết nối tiêu chuẩn thôi. Còn trên những cái máy quay cine á, thì nó có những cái cổng kết nối nào cao hơn nữa không? Thì các bạn thấy á, từ hồi trước nha, mình chưa nói là khoảng bây giờ nha. Hồi trước ấy, từ năm 2020 trở về trước ấy, thì các bạn sẽ thấy là những cổng gọi là để xuất ra màn hình ngoài ấy, mọi người sử dụng đại đa số là micro HDMI thì nó khá là nhỏ và nó không có tiện cho việc quay phim. Cái cổng tại vì đó nó rất là dễ cháy luôn á. Đúng rồi, cổng đó rất là dễ cháy, dễ gãy. Cường độ mà chụp ảnh thì còn được chứ cường độ quay phim thì khó chịu lắm. Đúng rồi, cường độ quay phim rất là khó chịu. Thế nên ấy, những cái máy mà thực sự quay ấy, thì sẽ được trang bị thứ nhất là tối thiểu là những cái cổng HDMI full size Type A ấy, hoặc là những máy cine cao cấp hơn thì sẽ được trang bị cái gọi là SDI. Thì SDI là gì ấy? Thì khi nào thực sự các bạn vào cái Cinema World thì các bạn mới cần sử dụng tới thôi. Còn nếu mà các bạn là một người xài bình thường ấy, thì HDMI là đủ đối với mình rồi. Mình thấy là vậy là đủ rồi. Thì cái thật sự thấy khác biệt lớn nhất là cái trang bị về cổng SDI á. Đúng rồi. Đó là những cái máy quay cine thì cái đó không thể thiếu được nha các bạn. Tại vì nó sẽ giúp các bạn truyền tín hiệu rồi thâu tín hiệu ở trên một cái cổng như thế đó thì nó rất là quan trọng. Và quan trọng hơn nữa là cái cổng đó nó chịu được cái tần suất làm việc rất là cao. Như mình biết thì Pocket 6K xài ngàm EF là ngàm của Canon đó. Thì ngàm đó có rất là nhiều lens. Thì Tuấn Anh hiện đang xài lens gì và Tuấn Anh có thích cái ngàm này của Pocket không? Về căn bản ấy, thì là cái ngàm này là ngàm mình thấy là khá là được ưa chuộng. Tại vì sao? Tại vì về căn bản ấy là các bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn lens từ các khác như là Sigma, Tamron, K40,
Canon. Nói chung là nói về ngàm AF là rất là nhiều lens, rất là nhiều hãng làm lens cho ngàm AF luôn ha. Đúng rồi, thì ngàm cái cách chuyển ngàm nó cũng dễ dàng nữa. Nhưng mà cái hay ở chỗ ấy là các bạn không phải lúc nào cũng phải bỏ ra số tiền rất lớn để mua những cái lens ngàm EF. Trong đó có những cái gọi là lens ngàm EF quốc dân ấy, người ta hay dùng ấy là Canon 50 F1.8 STM. Cái đó là mình thấy là bạn nào mua máy Canon mới hay muốn chụp xóa phông đẹp hay nó kiểu starter pack ấy, các bạn ấy cũng mua cái lens đó. Với lại thuê, về giá thuê lens Canon dễ thuê, giá rẻ nữa. Còn đúng hiện rồi. Tại em đang xài lens gì? À, hiện tại thì em đang xài Sigma 18-35 F1.8 và Sigma 24-70 F2.8. Anh thấy hai cái lens của em cũng thuộc là dạng lens quốc dân của những người xài mà pocket á. Thì tại vì sao? Tại vì lens zoom mà nó xuống được khẩu rất là to như vậy đúng không? Đúng rồi. Lens zoom Sigma 18-35 thì có từ 18 tới 35 mà có nó recommend cho ta luôn không? Thật ra cái lens này lens starter pack cho các bạn luôn. Nhưng mà mình biết là cái lens này ấy, thì nó có characteristic là thuộc dạng hơi trung tính ấy. Nên các bạn nào kiểu dạng như là không biết mình nên sẽ quay MV hay là quay food hay là quay vlog ấy, thì các bạn cứ chọn này đi. Cái này, cái lens này thì quay cái nào cũng được hết á. Có điều là nó chỉ có giải từ 18 tới 35 thôi. Còn cái lens thứ hai của mình ấy là 24-70 f/2.8. Thì cái lens này mình sẽ đi được ra những cái giải tele hơn. Và nó còn có chống rung nữa, 1.8 được. Với lại khẩu to thì nó giúp bạn quay trong điều kiện ban đêm nữa. Tại vì sensor của máy quay CD, sensor của pocket á là chỉ là Super 35 thôi. Ok. Là nó chỉ to hơn crop một xíu thôi. Cho nên là về cái độ nhảy sáng thì nó cũng vẫn là rất là thiếu. Còn thêm nữa là về quay file raw á, thì nó sẽ rất là noise. Các bạn phải đi noise. Đó là tại vì những cái codec kia nhỏ thì máy nó sẽ xử lý các bạn cái phần noise reduction đó. Nhưng những máy quay CD thì bạn phải làm chuyện đó. Vừa rồi là chúng ta đã nói về những cái thông tin sơ lược, thì bắt đầu bây giờ vào cái vấn đề chính của cái video ngày hôm nay. Với cái nhu cầu của Tuấn Anh thì sẽ gặp những cái vấn đề gì khi sử dụng với cái thiết bị này ở phần tiếp theo. Ok, và quay trở lại với cái nội dung chính của video ngày hôm nay, thì anh muốn hỏi là tại sao Tuấn Anh với cái nhu cầu sử dụng công việc của em á, thì tại sao em lại chọn pocket 6K mà không phải là những cái thiết bị máy ảnh có khả năng quay phim? Thì cái đầu tiên ấy là tại vì mình hay quay rất nhiều cái gọi là podcast hay là interview. Mà những cuộc interview hay podcast ấy là nó đòi hỏi máy quay gọi là record liên tục. Mà nếu mà mình xài máy hybrid ấy thì nó bị limit ở 30 phút. Và thậm chí ấy, có những cái máy ấy, mình chưa quay tới 30 phút nó overheat rồi. Mà trong giữa chừng interview hay là livestream hay podcast như vậy mà overheat thì thôi khách hàng đổi mình về luôn. Nó không phù hợp nhu cầu của mình. Đó lý do tại sao mình chọn hẳn cái máy quay chuyên quay thì nó vẫn sẽ tốt hơn là máy ảnh có tính năng quay. Đó là điều đầu tiên. Rồi tiếp theo nữa thì anh thấy em rất là quan trọng tới nói chuyện và biết em nhiều rồi thì anh thấy em là một cái người rất là quan tâm tới image quality, tức là chất lượng của hình ảnh á. Thì đó có phải là một trong những lý do mà em sử dụng Blackmagic 6K thay vì những cái máy ảnh không? Chính xác. Rõ ràng là mình là người cực kỳ quan trọng tới phần gọi là image quality. Không phải là máy hybrid khác quay không có đẹp, nhưng mà về căn bản ấy là cái máy 6K này ấy, khi quay ra cái file, bản thân bạn không cần phải là một người gọi là giỏi về video, mà các bạn chỉ là mới vô nghề thôi, thì các bạn cũng đã thấy được ngay là wow, cái này, cái file này như là mình chỉnh màu được đẹp hơn này, cái hình nó ra kiểu cinematic, nó kiểu nó hơi phim phim hơn á. Thì đại đa số các bạn nhìn các bạn cũng biết rồi, các bạn thích coi video hơn hay là các bạn thích coi phim kiểu dạng trong rạp hơn thì các bạn tự quyết định được rồi đó. Là về cái mặt mà hình ảnh á, thứ nhất á, là như nãy mình đã nói á, là về cái codec của nó sẽ đáp ứng được cho những cái codec mà trong yêu cầu của làm phim ha. Và tiếp theo là về cái mặt gọi là màu sắc thì nó là thuộc về Color Science. Thì Color Science của Blackmagic thì nó cũng là một trong những cái hãng làm phần mềm chỉnh màu mà mình đang sử dụng đó, DaVinci Resolve. Cho nên là các bạn phải biết họ có thế mạnh về màu sắc như thế nào rồi. Thì cho nên cái Color Science của cái Blackmagic 6K này nó là một cái bí kíp luôn đó. Mà anh thấy Color Science của Blackmagic 6K á, nó khá là dễ matching với lại cái to Color Science của Arri Alexa, đúng không? Đúng rồi. Thì đó là một trong những cái lý do mà Tuấn Anh, đó là hai cái điều mà làm cho Tuấn Anh sử dụng cái máy Blackmagic này. Thứ nhất là đáp ứng được cái yêu cầu về cường độ sử dụng trong công việc của em. Đúng rồi. Không thể nào cái máy ảnh có thể làm những cái chuyện đó nó tốt bằng một cái máy quay cine. Đúng rồi. Tiếp theo là về cái image quality, cái chất lượng hình ảnh. Rồi. Và tiếp theo
Thì nói về cái mặt nhu cầu sử dụng đi, thì trong lúc sử dụng, cái thời gian sử dụng máy này á, thì với cái trước đó là em cũng có sử dụng rồi, nhưng mà nó không phải là của cá nhân em. Còn cái khoảng thời gian bắt đầu em sử dụng cho cá nhân em á, thì bắt đầu có những cái vấn đề gì nó xảy ra. Thì theo anh thấy á, như nãy mình nói á, đầu tiên là chúng ta phải rig rất là nhiều phụ kiện lên. Thì cái cản trở đầu tiên theo anh nghĩ đây chính là kinh phí, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Ví dụ như là các bạn mua máy ảnh, các bạn mua body, xong các bạn mua lens và thẻ nhớ, các bạn nhét vô bác các bạn quay luôn. Nhưng mà đối với máy này á, là mình mua body xong, mình phải mua rig của nó, rồi mình phải mua SSD, rồi mình mua pin rồi. Xong kiểu như là nhiều thứ nhỏ nhỏ á, các bạn không để về thôi, chứ cộng vào ấy nó cũng gần bằng tiền body luôn rồi. Nên không phải là mua máy cinema một cái là các bạn mua body cái là xong đâu. Mà mình lại biết á, Tấn Anh là một người theo cái khuynh hướng rồi là tối giản nhất có thể rồi đó. Cho nên là những cái gì mà không cần thiết á, thì Tấn Anh không có mua, có nghĩa là không có mua để cho nó rườm rà lên, mà có nghĩa là build một cái rig để đủ xài nó cho cái công việc của mình, nhưng mà nó phải gọn nhất có thể. Mà nó cũng rất là hao tốn rồi đó các bạn. Thì Tấn Anh có thể chia sẻ theo về cái hao tổn mà em đã bỏ qua trong cái quá trình sử dụng Lab Magic cho tới ngày hôm nay không? Thật ra hồi đó lúc mình còn xài máy hybrid ấy, mình nhìn mấy anh kiểu wow, máy bự lắp tùm lum thứ đẹp quá. Thế là sau này mình cũng ham hố, mình lắp xong mình mua máy CD. Sau đó lúc mình lắp được một thời gian nữa ấy, mình cảm thấy là nó nặng quá, đau lưng quá các bạn ơi, đừng bao giờ theo con đường này nữa. Sau đó là mình bán hết và mình chuyển sang hướng gọi là tối giản hóa. Thì đây các bạn thấy ở dưới đấy là đồ gọi là nó chưa phải đầy đủ đâu, nhưng mà đây là một setup gọi là run and gun và tối giản nhất có thể. Thì mình lắp thiếu cái SSD ở đây thôi, chứ nếu mà bình thường mình lắp để mình kiểu cầm lên mình quay liền ấy, thì đây là setup tối thiểu của mình. Nói tối thiểu vậy thôi chứ nó cũng có cái kẹp SSD này, top handle này, xong cage này, xong HDMI clamp ở đây này. Thì anh Đức sẽ để cho mấy cái part này của các bạn trên cái hình để các bạn biết là mấy cái part này là part gì như nào và tại sao mình phải xài nó. Còn đây á, thêm một cục pin nữa, đây là pin V-mount, nhưng mà có nhiều loại pin á, mình chọn riêng cục này tại vì nó nhỏ, với cả nó sạc được rất là nhanh. Và dưới đây mình có một cái đế V-mount rất là nhỏ nữa. Đây là mình gọi là mình cố gắng sharing mọi thứ nhỏ nhất có thể để mình có thể cầm đi và quay luôn. Thì okay. cái mệt mỏi đối với mình á là phải rig quá nhiều thứ. Và mình tốn kém chi phí nữa. Và tốn kém rất là nhiều chi phí. Cho nên những ai á mà đang có ý định mua Pocket 6K thì phải suy nghĩ một điều là mua cái thiết bị này xong để sử dụng được nó thì các bạn cần phải những cái thiết bị hỗ trợ nữa, chứ không phải như một cái máy ảnh là các bạn mua về là sử dụng được liền đâu. Đúng rồi. Okay. Các bạn còn tốn nhiều thêm nữa. Nổi cục pin này thôi là các bạn mua giá là 5,5 triệu luôn rồi. Thấu không? Chỉ là pin thôi đó. Mà chẳng lẽ các bạn mua một cục ít ra cũng phải 2-3 cục chứ. Là tốn hơn 15 triệu rồi. Rồi vậy á thì mình nói về cái quá trình sử dụng cái thiết bị đó đi. Thì ở Tấn Anh á, Tấn Anh còn là người hậu kỳ cho cái thiết bị của Tấn Anh nữa. Đúng rồi. Thì để chúng ta hậu kỳ được một cái những cái file ghi từ cái thiết bị này ra thì cái phần cứng nó cũng phải tốn một phần rất là lớn. Cho nên những cái thiết bị để chúng ta hậu kỳ cũng phải rất là tốn kém nữa. Nó sẽ đi theo một cái chuỗi, gọi là không phải là bạn quay xong, bạn quay, bạn về, bạn dựng nữa thì nó còn hao tổn thêm. Thí dụ như những các bạn đang sử dụng cái phần cứng để các bạn hậu kỳ những cái máy ảnh đi, các bạn thấy nó nhẹ nhàng thế này nọ xong, các bạn đổi qua cái này, đem file này về, file này về các bạn đâu có sử dụng được. Các bạn phải đổi một cái thiết bị để các bạn hậu kỳ nữa thì lại tốn thêm một cái khoản. Đúng rồi. Tấn Anh cũng đang sử dụng thiết bị về để hậu kỳ cho cái máy này mà gọn nhất. Hiện tại thì cái thiết bị mà gọn nhất mình sử dụng cho để hậu kỳ cái máy này á, nó chưa phải là mạnh nhất, mình vẫn muốn nó mạnh hơn. Nhưng mà được cái mình đang xài nó khá là gọn và nhẹ, pin trâu nữa. Đó là MacBook Pro M1 và mình sử dụng phần mềm hậu kỳ ấy, đó là DaVinci Resolve 17. Tại vì mình cảm thấy là nếu mình bỏ file B-roll này vào Premiere cùng phần cứng nhá, thì Premiere muốn đứng luôn, crash hoài luôn, bản quyền cũng crash luôn các bạn. Nên thôi mình chuyển qua bản quyền DaVinci Resolve, nó mượt hơn, nó ổn định hơn. Từ đó là mình xài tới giờ luôn á. Có recommend cho mấy bạn không? Có nghĩa là để mà tối giản nhất để sử dụng hậu kỳ file B-RAW mà ok giống như nhu cầu sử dụng của em á, em có recommend là cái thiết bị gì là ok nhất giờ không, gọi là cơ động á? Nếu mà nói về độ cơ động và gọi là xài ở mức khá tốt ấy, thì mình vẫn recommend là MacBook Pro M1. M1 nha, M1 nha, chứ không phải là M1 Max hay là M1 Pro nha. Ok, và cái mục tiếp theo á là một cái mục mà mình muốn lật mặt
bạn Vũ Tướng Anh nè, là ở tập 1 trước của cái podcast Coffee á, thì Tướng Anh nói là Tướng Anh là thích với cái nhu cầu Tướng Anh thì Tướng Anh cần autofocus, mà Tướng Anh lại dùng Pocket 6K. Theo mình biết á, Pocket 6K là một cái thiết bị không có autofocus. Tại sao em lại sử dụng, và trong cái quá trình sử dụng em có gặp những cái khó khăn gì trong cái quá trình sử dụng này không? Đơn giản ấy, mình nói tập trước ấy là mình cần autofocus ấy, thì mình cần vậy thôi, chứ cũng không hẳn là cần, cái đó là gọi là mình muốn. Chứ những cái mà mình làm ấy, công việc mình làm ấy, đại đa số mình sẽ đứng sau camera, thì cái việc là manual focus hay có autofocus ấy, thì đối với mình cũng không có quan trọng quá. Quan trọng là cái image quality hay là audio quality của cái thiết bị đầu ra. Nhưng gần đây mình đang cố gắng quay bản thân mình, thì mình lại cảm thấy là ok, máy mình không có autofocus và mình đang cảm thấy hơi mệt mỏi với điều đó. Nên mình mỗi lần tự quay bản thân ấy, mình toàn phải set focus trước, hoặc là mình sẽ tải một cái app, mà app này cũng phải mua bằng tiền nữa, để các bạn có thể chỉnh được cái focus qua những cái lens điện tử như vậy này, như là Sigma 18-35. Thì máy này nó không có autofocus là AFC, nhưng nó có autofocus là AFS, nghĩa là single touch, single point ấy, là các bạn bấm cái thì nó sẽ lấy nét đúng cái chỗ đó và nó đứng yên luôn. Thì nó không có tracking. Yeah, nó không có tracking được. Thì mình tự quay mình bằng cách đó, nhưng mà mình cũng khá là cảm thấy mệt mỏi đấy. Và mình chuẩn bị bán cái máy này đó, nên các bạn nào muốn mua thì cứ liên hệ mình nhá, mình để giá anh em cho. Podcast này có luôn seller nha các bạn. ý của Tướng Anh nói là đối với cái nhu cầu sử dụng mà podcast này đó, thì tốt nhất là các bạn nên sử dụng có người đứng, có nghĩa là đứng sau máy. Còn với cái nhu cầu mà sử dụng mà một mình á thì rất là mệt á. Còn muốn sử dụng nó chân chu á thì chỉ có một biện pháp thôi, tiền. Đúng rồi. Tiền nó sẽ giải quyết tất cả. Thuê một người khác quay cho mình. Đúng. Tiền nó sẽ giải quyết tất cả các vấn đề, đúng không? Đúng rồi. Rồi, đó là nhu cầu sử dụng Tướng Anh. Và tiếp theo thì Tướng Anh có lời khuyên nào với những bạn mà có nhu cầu sử dụng cá nhân mà có ý định sắp mua podcast không? Lời khuyên hả? Nếu các bạn không dự tính tự mình vlog ấy, thì các bạn cứ mua máy này đi, mình nói thật luôn. Các bạn cứ tập manual này nọ đi, tại vì file quay ra từ máy này rất là phê. Trừ khi các bạn thực sự làm vlog YouTube, kiểu như là các bạn hay cầm máy đi ra ngoài chạy bộ này, hay là các bạn hay đi đây đi đó, thì cái việc cơ động mà một mình ấy với máy này thì thôi các bạn đừng mua máy này. Đúng rồi. Yeah. Nhưng mà đối với những bạn nào bạn ấy quan tâm về image quality, chất ảnh, chỉnh màu, hay là các bạn đi làm dịch vụ quay như là MV hay là podcast, những cái mà đòi hỏi có sự setup ấy, và các bạn làm việc từ 2 người trở lên ấy, thì các bạn nên mua máy này. Tại vì ví dụ như là trên set ấy, các bạn có quay cái này sai white balance hay sai ISO ấy, thì các bạn về hậu kỳ cũng không cực bằng mấy máy hybrid. Hybrid ấy là các bạn sai rồi các bạn sửa lại khó nha. Máy này các bạn còn tạm thời bạn sửa được chút á, chứ máy hybrid là thôi bó tay luôn. Ừ, đó là về cái mặt codec á, có nghĩa là cái mirror nó sẽ cho chúng ta tùy chỉnh cái exposure nó lại. Nếu mà trong set quay đó có người mà họ setup những cái thông số đó sai, thì về cái người hậu kỳ vẫn có thể tùy chỉnh nó lại. Ok, và bây giờ là ở cái phần gọi là tổng kết các cái ý kiến lại. Thì như các bạn, như lúc đầu mình đã nói, đây là video dựa trên cái khía cạnh sử dụng của người dùng đang sử dụng trực tiếp cái thiết bị đó, nên nó sẽ có những cái ý kiến nó hơi gọi là cá nhân, chứ nó không phải bao quát với tất cả những người dùng hiện nay, đúng không? Thì các bạn có thể sử dụng cái thiết bị đó với cái nhu cầu của các bạn, thì nó sẽ là cái cách sử dụng của các bạn nó khác với lại bạn Vũ Tướng Anh đây nữa. Cho nên đây là những cái thông tin để giúp cho những cái bạn đang có ý định tìm hiểu và muốn sử dụng podcast 6K như Tướng Anh đây thì nghiên cứu đó ha. Thì Tướng Anh có tổng kết lại tất cả những cái điều gì về cái thiết bị này không? Giống như là cái sự yêu thích sau quá trình sử dụng, cái điều không thích, hay là những cái gì đó mà Tướng Anh mong muốn trong những cái thiết bị tiếp theo nó tương tự như vậy nè, trong cái nhu cầu sử dụng Tướng Anh trong tương lai á. Đầu tiên nói về nhu cầu chắc đi. Nếu mà được ấy, thì mình sẽ mong muốn có một cái máy hybrid, nhưng mà lại có khả năng quay các cái codec gọi là siêu đỉnh, y chang như máy vậy Pocket 6K vậy á. Blackmagic Pocket 8K sắp tới thì nó có autofocus nữa là dứt liền, đúng không? Không, về căn bản mình vẫn phải xem xét lại. Tại vì dạo này nhu cầu của mình thay đổi rồi. Dạo này mình sắp tới mình còn vlog cái này nọ, quay cho bản thân đúng nữa rồi. Nên cái việc là xài máy này á, thì mình sẽ không có, mình nghĩ là mình sẽ không có xài nữa. Mặc dù là nếu mà mình có quay về những cái máy khác á, thì mình sẽ bị giảm cái image quality. Đó là điều mình đáng tiếc nhất trên cái máy này á. Nhưng mà thôi, nếu mà nhu cầu mình như nào thì mình phải theo như vậy thôi.
chứ không thể nào mình cứ giữ cái máy này để tự quay bản thân mình, tự làm khó mình khó quá. Nhưng mà nếu mà các bạn đi quay mấy cái MV cho người khác ấy, thì mình lại recommend mua cái máy này. Thứ nhất là tại vì hiện tại các bạn mua hàng cũ ấy, thì giá thành nó cũng khá là rẻ và ok. Thì ví dụ nó sẽ dao động trong tầm khoảng trên dưới 40 triệu là cho body thôi ấy. Thì trên dưới 40 triệu ấy, là hàng cũ. Thì các bạn nếu mà so với bây giờ ấy, thì ví dụ như là con A74 hay là Canon R6, A7S3 đi, toàn là trên 50, 60, thậm chí A7S3 là 80 triệu. Thì các bạn vẫn chỉ có thể quay 10 bit thôi. Còn nếu các bạn muốn quay RAW ấy, thì các bạn phải mua thêm một thiết bị ghi ngoài, là tốn thêm khoảng 20 củ nữa là Atomos Ninjavi. Vậy tổn thất cả cái set hybrid mà quay được RAW là hơn 100 củ lận. Trong khi đó các bạn chỉ cần bỏ khoảng 40 củ là các bạn mua được cái body này, quay được internal nha. Các bạn phải lưu ý nha, quay internal nó rất là khỏe nha. Quay sang external ấy, nhiều khi là HDMI nó truyền dữ liệu chậm hay là nó bị lắc nữa này, nó mệt lắm, nó không có dễ như các bạn nghĩ đâu. Nên được thì các bạn quay internal hết đi. Đó, thì mình tổng kết lại đó là điều mà mình muốn nói thôi. Còn các bạn nào có nhu cầu muốn mua thì cứ PM mình. Mình chuẩn bị bán để mình đổi sang một con khác, Lumix GH6. Thì tóm lại vẫn quan trọng nhất là cái thiết bị đó bạn xài không phải là xài lúc nào cũng xài. Nó phải là hợp lý với bạn đối với cái nhu cầu sử dụng hiện tại, đúng không? Đúng rồi. Nó mới là cái quan trọng nhất. Thì các bạn nên cân nhắc giữa cái nhu cầu sử dụng các bạn và cái thiết bị các bạn đang tìm hiểu và đang muốn đổi qua. Đó là cái lời khuyên của mình và Tuấn Anh dành cho các bạn. Ok, và video có lẽ đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Những video tới Tuấn Anh có lên sóng không? Thì mình sẽ lên nếu các bạn muốn thôi. Và cuối cùng là đừng quên cho mình một like cũng như là subscribe channel của mình. Nhấn nút chuông thông báo để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Và bây giờ là bye. See you next time.